Đây là tình hình chiến sự tại Palestine ngày 18 tháng 11. Có vẻ lệnh ngừng bắn được coi là Israel đã đồng ý trong mấy ngày chỉ là trò hề, và dĩ nhiên quân Hamas cũng chẳng tin và cũng chẳng tôn trọng những lệnh ngừng bắn này. Thế nên tại giải Gaza, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực đánh dấu ở vùng phía Bắc cũng như các khu vực lân cận bệnh viện Al-Wata ở khu vực phía Tây này. Israel đang cố gắng củng cố các vị trí chiếm được. Trong khi đó, Hamas vẫn định kỳ tấn công các vị trí của Israel, gây thiệt hại về các thiết bị quân sự và nhân sự cho Israel. Tuy nhiên, Hamas không thể chiếm lại được các lãnh thổ đã mất. Theo cập nhật hôm 17, thì Israel lại tiếp tục lấn sâu thêm một khoảng như mô tả ở trên bản đồ. Theo một số báo cáo, thậm chí họ còn tiến sâu hơn vào khu vực bao quanh bệnh viện Baptist Al-Ali. Có vẻ mục tiêu của Israel trước tiên là cố gắng bao vây các địa điểm quan trọng này trong thành phố, được coi là nơi đầu mối giao nhau của các đường hầm Hamas và là đại bản doanh của Hamas. Tiếp nữa, các cuộc không kích của Israel vẫn không ngừng trong vùng đất Gaza. Theo chỉ huy của Israel, thì một trong các cuộc tấn công này đã thành công xử lý người đứng đầu Hội đồng Lập pháp của Hamas, Ahmed Baha. Tiếp nối tin hôm qua cho rằng Israel đang yêu cầu người dân phía nam của dải Gaza sơ tán, thì hôm nay chính các nguồn tin của Palestine cũng nói rằng máy bay Israel đã giải các truyền đơn xuống thành phố Khan Yunis để kêu gọi người dân ở đây rời khỏi nhà của họ. Có thể nói rằng những lời cảnh báo dành cho cư dân phía nam của Gaza phải sơ tán là thực sự tồn tại, và có khả năng Israel sẽ sớm tăng cường các cuộc tấn công không kích vào khu vực đông dân cư này để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trên bộ ở đó trong tương lai. Ở chiều ngược lại với Hamas, ngoài các cuộc đụng độ với Israel ở trong khu vực phía bắc nơi đội quân trên bộ của Israel đang bao vây Gaza, thì ở phía nam của dải Gaza, Hamas cũng đang tiến hành pháo kích vào các khu vực giáp biên giới dải Gaza. Ngoài ra, trong buổi tối ngày hôm qua, các nhóm binh sĩ Hamas còn pháo kích vào các trung tâm của Israel bao gồm thủ đô Tel Aviv và nhiều khu định cư khác như trên bản đồ đánh dấu. Đó là tình hình tại Gaza. Tiếp sau đây là vùng biên giới với Liban. Cũng không có nhiều thay đổi đáng kể nào ở biên giới khu vực này. Cường độ các cuộc tấn công của Hezbollah vào các thành trì và khu vực đông dân cư của Israel đã tăng nhẹ một chút. Các khu vực đánh dấu như trên bản đồ ở đây đã bị Hezbollah tấn công vào ngày hôm qua. Hậu quả của các cuộc tấn công này là 4 người Israel bị thương ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra thì quân đội Israel cũng đã đánh chặn thành công một máy bay không người lái được cho là của Hezbollah. Không chỉ phòng thủ trước các đòn tấn công của Hezbollah mà Israel không ngừng đáp trả, đặc biệt là đáp trả bằng các hỏa lực lớn khắp miền nam của Liban để cố gắng làm cháy các khu vực rừng hoặc các đồn điền nơi mà phía Israel cho rằng Hezbollah có thể đang ẩn náu tại khu vực đó. Tiếp nối đến là khu vực bờ Tây. Hôm qua chúng ta có nói tới một vụ khủng bố được thực hiện bởi vài kẻ đến từ Hebron và đã bị Israel xử lý, cũng như Israel tiếp tục đáp trả bằng cách bắt giữ nhiều cư dân Hebron. Thì tới hôm nay lại tiếp tục xảy ra một vụ khủng bố nữa tại khu vực này. Nhìn chung, tình hình trong khu vực không có gì thay đổi. Lực lượng an ninh Israel bắt giữ rất nhiều cư dân địa phương, những người mà bị Israel nghi ngờ có cảm tình với Hamas. Rồi sau đó, người Palestine lại đáp trả bằng các kiểu tấn công tự phát cũng như cố gắng chống cự bằng cách nào đó với các cuộc bắt giữ của Israel. Cuộc đụng độ bạo lực nhất hôm nay được diễn ra ở khu vực tên là Jenin, nơi mà theo các nguồn tin địa phương cho biết rằng quân đội người Israel đã tham gia vào một cuộc đột kích nhắm vào nhóm người Palestine được cho là đang có ý định tổ chức một cuộc tấn công nào đó. Đồng thời, các cuộc giao tranh nhỏ khác giữa người Palestine và binh sĩ Israel vẫn tiếp tục diễn ra ở khắp nhiều nơi, như đánh dấu ở trên bản đồ đây. Nên nhớ rằng các nhóm vũ trang người Palestine được coi là tự phát mà hiện nay đang có các hoạt động chống lại quân đội Israel ở bờ Tây, chưa có bằng chứng về việc họ được đứng sau bởi Hamas nhé. Phần trên là tình hình giao tranh và tiếp đây là các thông tin khác liên quan trực tiếp đến tình hình chiến sự. Ở một động thái hiếm hoi mà chính quyền Israel có vẻ quan tâm đến người dân tại dải Gaza, hôm nay Israel đã cho phép nhập tới 150.000 lít nhiên liệu diesel vào dải Gaza để phục vụ cho các nhu cầu nhân đạo, tức là mỗi ngày sẽ có 2 xe tải chở dầu được phép vào Gaza. Vâng, có vẻ dưới áp lực của Liên Hợp Quốc thì Israel đã cho 2 xe dầu mỗi ngày phục vụ cho một vùng đất có tới 2 triệu người. Ấy thế nhưng, có vẻ điều này vẫn được coi là quá nhiều. Các thành viên được coi là cánh hữu và cực đoan chính thống trong chính phủ Israel đã phản đối gay gắt 2 xe dầu này. Họ coi quyết định này là kỳ lạ và họ ủng hộ mọi biện pháp triệt để nhất để chống lại người dân tại dải Gaza. Vì thế nên Bộ trưởng Tài chính của Israel và Bộ trưởng An ninh Quốc gia đã phải tuyên bố cần mở rộng thêm các hoạt động quân sự. Vậy là việc cung cấp 2 xe dầu mỗi ngày cho 2 triệu người ở Gaza dưới áp lực nhân đạo từ quốc tế, nhưng đã nhận phải sự phản ứng gay gắt từ chính nội bộ. Thế nên, để xoa dịu những cái đầu nóng đang muốn áp dụng triệt để các chính sách chống lại người Gaza, thì chính phủ hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự. Nói tới chủ đề của video hôm nay dính dáng tới Mỹ, ngoài những việc Mỹ đang công khai trên mặt báo về sự hỗ trợ dành cho Israel, thì bài báo mới đây của Bloomberg mới đăng tải thông tin cho biết rằng Mỹ đang lặng lẽ gửi thêm vũ khí cho Israel. Và thú vị hơn nữa khi một số vũ khí đó đã được gửi tới châu Âu nhưng bây giờ lại theo một hành trình ngược lại.
có một lô 57.000 quả đạn pháo đã được gửi từ kho của Mỹ ở Israel đến các địa điểm của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ để bổ sung cho các loại đạn dược đã được gửi tới Ukraine, nhưng hiện nay số vũ khí này lại được gửi trở lại Israel để sử dụng trong cuộc xung đột với Hamas. Ngoài các vũ khí tiêu hao như hơn 36.000 quả đạn pháo hay 1.800 quả bom pháo bong ke đã được chuyển giao cho Israel, thì Israel cũng đang yêu cầu hơn 200 UAV ném bom bổ nhào loại Switchblader. Điểm thú vị ở đây là trước kia quân đội Mỹ không có loại UAV này, thế nên Ukraine phải đặt mua trực tiếp từ công ty sản xuất. Nhưng giờ đây, Israel yêu cầu cung cấp thì không biết Bộ Quốc phòng Mỹ có sẵn loại UAV này trong kho khi nói chuyện với Israel không nhỉ? Nói chung thì thay vì nỗ lực giải quyết tình hình, Mỹ ngoài việc tuyên bố ủng hộ Israel và đã công khai nhiều gói vũ khí gửi cho Israel, thì họ cũng đang âm thầm cung cấp thêm vũ khí tới đây để giúp cho Israel trong công cuộc tàn phá giải Gaza. Và đó là các thông tin về xung đột tại vùng đất Palestine trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.